Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong Minecraft chiến binh thời Trung Cổ. Ui, con này tự nhiên nó giăng lửa xung quanh chỗ mình chứ. Ghê thiệt, ngồi chào cũng không yên với nó nữa. Lâu rồi mình chưa trở lại cái hệ thống hang này và tiêu diệt cái con rồng mà lần trước suýt nữa thì nó hù mình. Hơi bị cay nó luôn. Ở đây có ngọc lưu ly ha, đào luôn đi. Trời ơi, cái cúp của mình hiệu suất cấp độ 9 lận nên nó đào siêu nhanh luôn á. Mình đào mới nhẹ cái thôi mà lủng tùm lum rồi kìa. Đúng là hiệu suất 9 mà. Rồi, và cái hang rồng nó nằm khá là gần chỗ mình thì phải. Đây, chính xác là ở đây luôn nè. Từ đây là mình có thể nhìn thấy con rồng luôn á. Nó đang ngủ trong kia rồi. Để bây giờ mình sẽ ăn trước một trái táo, uống thêm lọ thuốc nhìn trong bóng tối nữa, rồi sau đó vô xơi nó ha. Đây rồi. Rồng hả rồng. Mình sẽ đề ba bằng một vài mũi tên trước, tại vì cung mình rất là mạnh luôn. Làm lẹ không thôi là nó tấn công mình đó. Ở đây có nước luôn, nên mình bam ba ba da ba bum pow. Nó chết rồi. Cái cung mình bá đạo quá. Bắn con rồng có vài hit là đi hả. Nó dễ đành đạch rồi nè. Khổ gồng ghê luôn á. Mẹn đất ơi, chưa để nhỏ thể hiện nữa. À có kim cương đây luôn. Lẩm. Con này cà khịa hay gì? Thích cà khịa không? Thôi chắc giờ mình xơi thịt con rồng thôi. Buồn ghê luôn, biết gì mình chịu khó mình giả bộ ăn hành xíu. Giờ có đồ mạnh cái gáy liền, tranh thủ gáy liền. Rồi, và rồng này rơi ra khá là nhiều vảy rồng nha. Còn có thêm một cái trứng rồng kìa. Im. Tuy là rồng động nha, nhưng mà lại rơi ra trứng rồng ngọc lục bảo. Có một sự sai gì đó ở đây nha, nhưng mà không sao. Dù sao cũng có một cái trứng rồng đầu tiên là mình thấy khoái rồi đó. Hấp dẫn đấy. Coi trong đây nó còn có những món đồ gì khác hay không. Chủ yếu là những cái thứ lặt vặt linh ta linh tinh thôi á. Công việc đầu tiên là mình sẽ up luôn cái trứng rồng đi. Để không thôi lâu ngày cái mình quên mất tiêu nữa. Đây, lấy cái trứng rồng ra. Rồi sau đó đi nướng trứng rồng thôi. Nướng trong nhà luôn á. Đây. Đó, dục cái trứng vô là cái trứng bắt đầu lúc lắc rồi đó. Mình chỉ có mà đứng ở đây, mình canh một xíu thôi. Và hôm nay thì mình dự định là sẽ cường hóa full cái set đồ rồng băng luôn. Hôm qua thì không có đủ kinh nghiệm á, nên chưa có cường hóa full được. Úi, trời ơi, ấn tầm bậy. Hôm qua thì mình không có đủ kinh nghiệm nên chưa cường hóa full được. Nên bây giờ mình đã đủ rồi, cường hóa full luôn ha. Ui, lấy cái nón ra chứ. Đây, lấy thêm ngọc lưu ly chỗ này ra. Fire protection, bảo vệ khỏi lửa ha. Fair the falling. Ủa, mình nhớ thường cái dòng fair the falling này là nó sẽ ép vô cái ủng mà ta. Sao bây giờ cái nón cũng có fair the falling nè. Mình sẽ thử lấy coi như nào ha. Rồi, còn có thêm bảo vệ khỏi vụ nổ luôn. Ok, cái nón giúp mình rơi chậm nha. Không biết có thật sự rơi chậm hay không nữa. Hy vọng là có. Rồi, còn cái quần thì sao? À, cái quần hôm qua được cường hóa rồi hả? Ừ. Mà cái quần này là cái quần có thể tạo ra những con ong để tấn công đó nha. Ví dụ con nào mà đánh mình á, là một hồi tự động sẽ có những cái con ong nó tấn công ra. Rất là dữ á. Rồi, cái nón. Ủa, sao mình đâu còn cái nón nữa ra? Ủa, trên đầu mình còn cái gì kìa? Ủa, sao tự nhiên trên đầu mình có cái gì á? Lạ thiệt á. Tự nhiên trên đầu mình có cái nón nhìn rất là kỳ quặc ha. Thôi kệ, nhìn cũng khá là dễ thương á. Kệ, hôm nay tự nhiên đâu ra cái nón miễn phí chứ. Rồi, tiếp tục. Ui, đó thấy chưa? Mình ấp trứng rồng thôi mà cũng có con ong nó ra, nó làm phiền nữa kìa.
Cái quần này khó chịu thiệt á. Thôi không thích đâu, tách ra đi, phiền phức quá. Mình ấp trứng rồng để có em rồng đầu tiên rồi mà cũng không cho nữa, làm phiền tới công chuyện thiệt. Ép cái dòng khác lại là fire protection. Subscribe gift cấp độ 2 là gì ta? Món quà bất ngờ hả? Tên dòng ngộ vậy. Món quà bất ngờ, để mình coi coi hôm nay nó sẽ cho mình món quà bất ngờ gì nha. Cái giọng cường hết, đúng lạ luôn. Nè, nó cho mình tốc độ nè. Wow, cái quần này tốt nha. Lâu lâu nó sẽ cho mình những cái hiệu ứng ngẫu nhiên ấy. Xịn thiệt. Tốt tốt tốt. Rồi cái trứng rồng nó bữa khác up đi. Bây giờ có mấy con ong đi theo mình không có up được đâu. Để trứng rồng ở đây. Một quẹt để đây. Rồi xong. Lần trước khi đi khám phá ở thế giới cánh rừng hoàng hôn thì mình đã có được thêm một cái con mắt mới đó, con là đó chính là con mắt đen á. Hôm nay thì mình sẽ cố gắng lấy thêm những cái con mắt còn lại như là con Lost Eye nè. Rồi Wither Eye nè, là những con mắt mình chưa có ha. Cold Eye nữa. Rồi, giờ thì đi luôn thôi. Cánh rừng hoàng hôn, cánh rừng hoàng hôn. Là ở nè nè nè, nó lại cho mình tốc độ nữa kìa. Cái quần này tính ra cũng khá là tốt á nha, chứ không phải là xấu lắm đâu. Đi. Trời 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 trời, cái gì nó mới gớt vậy? Lâu lâu có những cái con vật á, nó spawn xong nó gớt từ đọt cây xuống à. Tội nghiệp sư tử không? Gớt cái bẹp xuống luôn mà. Rồi và mình còn cách một cái cánh rừng nữa thì mới tới cái chỗ boss. Tính ra cũng rất là xa đó nha. Rồi, gần tới rồi. Rẽ qua đây là vô cánh rừng bóng tối là tới chỗ của cái công trình boss rồi đó. Và cái công trình này thì mình sẽ cần gắn cái trophy bất kỳ lên ha. Thì mới kiểu như là mở được cái phong ấn và đi vào bên trong. Còn nó phải bên kia không? Chính xác nó ở đằng kia rồi kìa. May quá lần trước mình làm hai cái bản đồ nên tìm được một cái chỗ khá là gần chỗ spawn của mình. Rồi và đường vào nó nằm đằng kia, lộ thiên luôn nha. Đỡ phải tốn thời gian đi tìm kiếm nó. Ui, cái gì đây? À, mấy con Ender nè, không giật. Looter. Ui, ăn trộm đồ mình ơi. Khốn kiếp thật, nó ăn trộm đồ mình. Giờ sao giết nó ta? Chết rồi, mình bị ăn trộm đâu rồi. Ơ kìa. Mình có đem cho cổng dây chuyền không nhỉ? Có cổng dây chuyền mà sao? Con này. Trời ơi, tự nhiên bị ăn trộm đồ thiệt. Mình đánh cận chiến thì đánh không được nữa. Cay thật á. Không kiếp thiệt. Cho nó chết. Cho người chết cháy luôn. Cho người chết cháy nè. Cái tội ăn trộm đồ. Khi mà mình đi thì nó sẽ tạo ra ngọn lửa dưới chân á, nên thỉnh thoảng có thể gây được sát thương á. Nhờ vậy mà mình mới lấy được cây kiếm. Chơi măng trộm cắp vậy. Chịu nổi nó không? Ui thôi, gặp mấy cái con tên là Looter là né liền nha. Không là đi luôn á. Rồi, mình sẽ mở cái phong ấn này ra, lấy lại cái trophy của mình. Và bây giờ thì bắt đầu đi vào bên trong để khám phá thôi. Ở trong đây thì sẽ là một cái mê cung phiên bản cực bự đó nha. Không đơn giản đâu, nên sẽ mất khá là nhiều thời gian để tìm được cái chỗ boss đây. Mà cứ từ từ thoải mái thôi, không có gì phải vội hết. Nè, nó còn dấu rương nữa nè. Ở đây thì nó sẽ có những cái Knight Metal Ingot ha. Làm được cái khói. Và từ cái khói có thể làm được vũ khí luôn. Ui. Vậy cái này là giống như là một cái cọng dây xích mà có quấn cái quả cầu gai ở đầu vậy đó. Được đó nhờ. Chắc mình sẽ gắn mình farm thêm những cái Knight Metal Ingot này quá.
để làm vũ khí thử. Nè, còn có đường xuống nữa. Im đấy, im đấy. Nó còn có một cái chỗ giống như là một cái mỏ khoáng sản như nè, có kim cương đằng phía trên luôn ha. Vô vô vô, cái gì chứ, có kim cương của mình nhanh lắm. Xong, lượm viên kim cương rồi. Còn có con hung dữ nữa kìa, con bọ slam. Qua đây. Úi, trời ơi, đi gì cũng để gớt nữa. Bó tay mình luôn á. Úi, đi một hồi nó dẫn mình tới một cái lồng spawn của một con xương khá là lạ luôn. Xương hả, xương. Ok. Cái lồng spawn mà không có đồ gì bên trong hết hả? Còn được cái nón của nó nữa nè. Lạ thiệt nha. Rồi đằng kia gì đâu, nguyên một binh đoàn Reaper chặn đường sao chơi. Gì mà đâu, nguyên một binh đoàn Reaper đứng sẵn dàn hàng ngang luôn kìa. Định ấp sọt mình hay sao ấy? Định ấp sọt hả? Định ấp sọt hả? Ấp sọt sai người rồi mấy cưng. Này thì định ấp sọt. Nè 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 nè, cái vũ khí của mình định chế tạo nó sẽ giống như cái thanh niên này cầm ha. Nhìn rất là lạ luôn. Ồ, tới rồi, tới. Tới rồi, tới rồi. Gần hết thời gian luôn. Và cuối cùng mình cũng đã tới chỗ của những cái chiến binh ha. Ở đây có rất là nhiều luôn nên mình phải tiêu diệt lần lượt thôi. Đó, 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 đó. Hơi căng, hơi căng. Một chiến binh. Còn cỡ 5 chiến binh nữa. Mình phải tiêu diệt hết luôn thì mới được. Cắm đuốc lên cho sáng. Hết thuốc, hết hiệu lực của thuốc dành cho bóng tối luôn rồi. Rồi xong. Giờ thì chiến đấu tiếp tục thôi. Và càng về sau á thì những chiến binh này sẽ có sức mạnh kiểu như là cao hơn ấy. Ủa, có cô bô vô đây cà khẹ mình nữa. Rồi còn 3 chiến binh thôi đúng không? Còn 2 chiến binh nè. Một chiến binh cuối cùng. Đó 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 đó, dùng tuyệt chiêu thấy không? Dùng tuyệt chiêu cái gì? Dùng tuyệt chiêu nhưng mà cũng thất bại thôi. Và xong chưa? Xong rồi nè. Khi tiêu diệt hết những chiến binh đó thì mình sẽ được một cái Lost Eye. Yeah, một con mắt mới trong ngày hôm nay. Và phần thưởng là một cái trophy nè. Cái áo giáp, cái nón chiến binh. Nón Phantom chứ. Rồi kiếm các thứ ha. Rìu nữa nè. Nhưng mà nói chung thì những cái dụng cụ này sưu tầm cũng được. Tại vì nó hoàn toàn có thể chế tạo được á. Nên thôi mình không nhặt á, để chừa ô trống để mình còn loot thêm một vài món đồ nữa. Mình sẽ vô trong khu vực này mình farm những cái cái anh lùm lùm á, để mình chế tạo thành những cái vụn này. Rồi mình sẽ nung thành cái phôi ha. Tại vì mấy cái Knight Metal Ingot này mình kiếm trong cái rương hơi khó tìm ấy. Kiểu tỷ lệ có trong rương nó không được cao cho lắm. Nên mình farm những cái anh kia thì chắc nó sẽ dễ hơn. A few moments later. Và con boss thứ hai thì hơi cực một xíu. Tại vì mình không có biết bay nên anh thử ra cách duy nhất là mình phải đặt block như vậy để đi lên trên cao cho nó mau ha. Ui, gát ơi, xin lỗi mà. Đừng làm vậy. Mình đi lên trên thôi mà con gát kia nó cũng hâm he, nó bắn cầu lửa mình nữa. Nóc thêm lọ thuốc coi. Rồi đó, sáng hơn xíu rồi đó. Tới chưa? Gần tới rồi. hơi xa nhưng mà cuối cùng thì cũng gần tới rồi ha. Còn cách duy nhất này thôi á. Giờ mà lên gần tới mà nó bắn một phát rớt ngược xuống dưới thì thôi rồi luôn. Gần tới rồi. Một chút xíu nữa. Nhảy quá. Lên. Và đây chính là cái lâu đài của cái con Urgas. Một con gas cực kỳ to luôn và nó khóc rất là nhiều ha. Mình sẽ quýnh cho nó nghỉ khóc luôn. Khóc nhè với chúng tôi này. Chuẩn bị nè. Nó sẽ xuất hiện ngay lập tức thôi. Đó. Nó xuất hiện rồi nè. Khóc cái gì? Khóc hả? Khóc với chả lóc. Khóc lóc. Đó, nó khóc kìa. Và nó khóc thì sẽ rất là mau hư áo giáp của mình. Kiểu như nó ăn mòn á.
nên mình sẽ cố gắng tiêu diệt nó nhanh nhất có thể. Một phát nữa. Ui, nó hồi phục lại, nó hồi phục lại. Khóc. Khóc nè, khóc nè. Nghỉ khóc nha cưng. Rồi xong phim, mình đã tiễn nó đi rồi, nó hết khóc rồi. Và bây giờ thì mình sẽ có được cái trophy của con Urgas, những cái lọ nước mắt, và phần thưởng phụ đó chính là một cái Wither Eye ha. Như vậy thì mình đã có được thêm một cái con mắt mới rồi. Rất là tốt luôn. Wither Eye. Em sẽ cắt đồ của nó kiếm được ở chung một hàng để dễ dàng kiểu như là phân biệt hơn ha. Và xong rồi đó, chủ yếu là mình đánh cái con này thôi à, chứ đồ trong đây thì cũng không có kiểu như là cần thiết cho mình lắm. Giờ thì đi xuống dưới để đi tới chỗ con boss tiếp theo thôi. Mình sẽ coi coi boss tiếp theo là, à, những con Yeti. Vùng băng thì gần đây cũng có hay sao ấy. Đúng bản đồ chưa vậy? Không, đúng chưa? À đúng. Vùng băng thì phải đi ngược lại cái chỗ spawn của mình á, thì cạnh đó mới có vùng băng lận. Đi rồi, trước mặt luôn. Kế bên luôn ha. Rồi, giờ thì mình sẽ vô trong để kiểu như là đánh nhau với cái con Alpha Yeti thôi. Nãy giờ thì cung đã thể hiện rất là nhiều rồi, để bây giờ mình sẽ cho Saber thể hiện ha. Chứ lạm dụng cung quá thì đâu có được. Alpha Yeti thì nó hất mình lên, hung dữ đấy. Đó, coi kìa, coi mẻ kìa. Dễ đành đạch, lên vậy đó. Ui, nó khá là khó chịu nha. Nó đẩy lùi mình, không cho mình lại tới, tiến tới nè. Đóng băng hả? À, hắc tung nè. Xong phim. Alpha Yeti cũng đã đi rồi. Và phần thưởng là một chút những trái bông băng, những cái da của Alpha Yeti để làm bộ giáp ha. Nhìn cũng khá là đẹp đấy. Và mình sẽ nhận luôn cái con mắt luôn đi. Cool ai? Khâu hay cool gì đó. Rồi, cất vô. Như vậy là mình đã có 3 con mắt trong một chuyến đi rất là mau rồi ha. Giờ thì có nên đi săn tiếp không ta? Mình cũng... Ui. Cái con gì lạ vậy? Đi ra chỗ khác coi. Widen Defender. Ui, ở trên là gấu, ở dưới là có con mắt nữa nè, giống như cái con kẻ giám hộ vậy á. Lạ. Ui, tấn công mình cơ. Wow, hung dữ hả? Vô. Có rơi ra gì không? Rơi những cái spike để làm mũi tên á. Ui giời. Cái con đó lần đầu mình gặp luôn á, mà trong đây có rất là nhiều nha. Lạ thiệt á. Đáng lý ra là mình định không có đánh cái boss nữ hoàng đâu, nhưng mà ở cái phần nhiệm vụ đây á thì boss nữ hoàng xong mới tới người khổng lồ, thế nên mình bắt buộc phải đánh để cho nó mở tiếp cái nhiệm vụ ấy. Chứ bình thường là boss nữ hoàng sẽ rơi ra cái Guardian Eye, mà Guardian Eye lần trước đánh kẻ giám hộ ở dưới biển mình đã gặp rồi ha. Ủa, hình như tới luôn hay sao rồi nè. Ủa, tới luôn rồi. Vô luôn, tiếp chiêu luôn nữ hoàng. À, nữ hoàng không bật lớp giáp băng là nữ hoàng chết với mình rồi. Mình chỉ sợ nữ hoàng bật lớp giáp băng thôi. Nữ hoàng nè. Ui, kháng rồi. Bắt đầu kháng mũi tên rồi. Mình chỉ bắn được có 2 hit thôi ha. Ê, đừng chứ, đừng có văng game lúc này chứ. Nữ hoàng bắn. Mặc dù là nữ hoàng nhưng mà không có ngán đâu. Xử nữ hoàng luôn. Ui, xong rồi, nữ hoàng bây giờ kiểu như là hiền hơn rồi. Chứ lúc trước là nữ hoàng á, hung lắm. Bật lớp giáp băng các thứ lên không dễ dàng mà tiêu diệt giống như vậy đâu. Và nữ hoàng băng cho mình một cái tri-bow, là một cái cây cung mà có thể bắn ra một lần 3 mũi tên đó. Rất là tốt ha. Mình lấy ra 3 mũi tên coi. Đó. hơi bị ghê. Thôi, đánh được boss nữ hoàng thì mình sẽ đi tiếp tới cái con boss tiếp theo ha. À, boss nữ hoàng thì còn cho mình một cái Moon Crystal, làm được một cái buff Purifier. Gần tới rồi. Không biết là cái lớp mây này mình có thể đào được hay không nữa nè.
đặt block cho đá lên trên tới trên kia rồi nó không cho đào, lúc đó phải trèo xuống dưới nữa thì mệt lắm nghe. Mong là nó cho mình đào. Ừ, hên quá nó cho đào. Im. Còn câu hỏi, vì trời mưa sấm sét đùng đùng bay ghê á. Nó còn một lớp mây mỏng ở đây nữa. Rồi, mình đã tới rồi. Đây là hòn đảo của những cái anh người khổng lồ. Có hình dáng y gan mình luôn. Và vẫn hai hit từ mũi cung, mũi tên rồng thì vẫn sẽ kết thúc được một anh ha. Nè, kiếm bự luôn nè. Bika, chiến đấu không? Trời, con zombie này trâu vậy. Lấy saber chặt đi. Ui, saber chặt cũng mong suy nhê luôn. Nhưng mà cung thì có nha. Cung thì chỉ cần một hit thôi là đi à. Để mình kịp. À đây, còn mấy anh cầm rìu nữa nè. Ủa, cầm cúp chứ. Mình sẽ lấy thêm cây cúp khổng lồ nữa. Để có gì mình đào hát diêm thạch khổng lồ ha. Và xong. Như vậy thì mình đã làm xong cái thành tựu là tiêu diệt những cái anh thợ mỏ khổng lồ rồi. Nhận được những cái Void Rock. Rồi Magical Eye nè. Rất là im á. Trước khi mà tiếp tục cái chặng hành trình đi khám phá thì để mình ngồi mình nén lại mấy cái này cái nè. Không biết có đủ để làm ra cái vũ khí không nữa nè. Hy vọng là đủ. Mình có được 12 cái. Rồi để vô đây nó có nung được không? À để vô lò luyện kim thì nó vẫn nung được bình thường ha. Chủ yếu là mình nung ra những cái Knight Metal Ingot và làm ra cái vũ khí thôi. Mình rất là muốn chế tạo để kiểu như là đem theo nghịch nghịch đó. Đầu tiên mình cần phải làm cái khói trước. Rồi sau đó cần phải tốn thêm 4 cái để làm cái lớp nữa. 4 cái, 2, 4. Đây, làm cái lớp. Xong, giờ thì cần 2 cái nữa thôi. Là đủ. Mình sẽ đặt theo công thức là quên mất tiêu rồi. Đây, ấn gì đi cho nó nhanh á. Và mình sẽ được một cái vũ khí tên là Block and Chain. Đấy. Cầm trên tay thì nó khá là... nó đập được block luôn nè. Trời ơi, xịn mấy. Nó đập được block luôn nha. Đã. Hơi bị đã luôn. Úi dồi, nó đập được lỗ to đùng nè. Còn sát thương thì sao ta? Mình sẽ cà khịa trên em này thử đi. Này bao nhiêu máu đây? 40 máu. Bùm. Trời ơi, một lần như vậy là cấu được 11 máu luôn. Đã nha. Quá dữ luôn. Đánh cận chiến thì sao? Cận chiến cũng vậy luôn á. Mình có thể một là dùng cái này đánh cận chiến, hai là chọi đi ha, để tấn công tầm xa. Tương đối là tốt đó, cho những người thích cà khịa giống như mình. Cái tầm tấn công nó cũng tương đối là xa đấy. Cỡ 7-8 ô gì đó. Khoảng cách này là vừa đủ để mình kiểu như là giữ khoảng cách an toàn đối với những cái kẻ địch ha. Rất là tốt luôn. Mặc dù chỉ hứng có một xíu nước mưa từ cái con gas thôi. Ủa, một tí nước mắt từ con gas thôi mà giáp rồng băng của mình hư rất là nhiều nè. Mình sẽ sửa lại một tẹo cho nó full độ bền lại. Xài cho nó tốt. Đó. Cái quần cũng sửa lại luôn. Ổn cũng vậy. Rồi. Như vậy thì đi khám phá, ví dụ mà gặp những cái kẻ địch mạnh hơn nữa thì mình sẽ đảm bảo là set đồ của mình nó không bị hư luôn ha. Và hôm qua mình đã khám phá tới một cái vùng gọi là khá là độc bằng phẳng luôn á. Cái vùng đó mình nghĩ là phía trước nó sẽ còn rất là nhiều công trình khác đang chờ đợi mình đó. Nên bây giờ trở lại cái vùng đó và tiếp tục cái chặng hành trình thôi nào. Chính xác mà, biết ngay. Kế bên cái vùng bằng phẳng là một cái con rồng luôn. Ở đây là con rồng gì đây? Rồng lửa hay rồng sấm vậy? Ui, hình như là rồng lửa chứ không phải rồng sấm rồi. Rồng lửa thì ban ngày nó khá là mạnh đấy. Nhưng mà không sao, mình có cái cung mạnh hơn. 1 hit, 2 hit, 3 hit. Nó đang quay mòng mòng, không biết mình bắn ở đâu. 4 hit. Tính ra nó cũng không mạnh lắm. So với cái cung của mình nha. Mặc dù chỉ mới sức mạnh cấp độ 6 thôi, mà nó đã khỏe đến như vậy rồi.
Mình nghĩ là nó cũng đã kết hợp với một tí từ năng lực của dòng hunting á, thì nó mới mạnh đến như vậy được. Ui, cái cũng đáng đồng tiền bát súp thiệt. Rồi coi coi trong đây có đồ gì không. Không có gì đó, nhiều lắm. Còn là hộp vàng thôi. À, gần hết một ngày thì mình còn gặp thêm một cái con thuyền Viking á. Nhưng mà trên đó không phải là người Viking, mà là những cái thanh niên cướp dân làng thôi. Được, mình sẽ tiễn mấy thanh niên này bằng cái cục. Ui, nó bắn mình từ xa kìa. Nó bắn sai người rồi. Nó không biết là cung mình mạnh hơn nó rất là nhiều hay sao ấy. À, à, còn thích bắn không? Rồi mình sẽ chuẩn bị sẵn cái túi ngủ một xíu, mình ngủ một giấc đi ha. Làm gì thì làm, phải ngủ đúng giờ mới được. Ui, nó bắn kìa, nhưng mà nó bắn hụt hết trơn à. Lên là nó bắn hụt á. Bắn hụt thì để ta bắn trúng giùm cho. Xong phim, xử xong ai. Rất là nhanh gọn lẹ luôn. Đi lên. Và nó có khá là nhiều kim cương. Một cái ủng có dòng phát nổ nha. Ông Explorer là kiểu nhà thám hiểm mà, chứ không phải phát nổ. À, nhầm. Hết rồi hả? À, còn. Dương cùng cái gì? Dương nổ cái gì? Tiếp tục là sắt thôi. Feather Falling cấp độ 3 tiếp nè. Leaf. Ê, cái này có dòng Leaf Walker nữa. Ồ, hình như có cái dòng đi, giúp mình đi trên lá hay sao ấy. Ở dưới này vẫn còn một cái spawner nữa. Mình sẽ đập luôn và tiêu diệt con này. Tầng dưới thì nó có gì khác không? Hình như phía dưới thì nó không có rương. Ồ, phía dưới chỉ là chỗ chứa thức ăn của bọn chúng thôi. Khi vào đất liền thì mình thấy ở đây nó có một cái chỗ rất là lạ luôn nè. Ờ hả. Chỗ này là gì đây? Có rương các thứ không? Rương thì mình không thấy. À đây đây đây, trên này mới có cái rương. Cho mình một cái bản đồ kho báu nữa hả? Có gần không vậy? Gần luôn. Để mình qua đây mình lượm thử coi. Biết đâu lượm được mớ đồ trong kho báu thì sao. Qua bên đây một xíu nữa. Ủa, mình nhìn là nó sát vào biển mà ta. Ồ ồ. À, nó tiếp bên này lần. Chính xác chưa? Chính xác. Đi tới chỗ này, mình sẽ bật tọa độ lên để coi đúng vị trí chưa. Tới một xíu nữa mới chuẩn. Ngay đây. Chính xác là ngay đây luôn nè. Để coi lần này mình mình tìm nó có chuẩn hơn lần trước hay không nha. Được, đúng rồi, lần này thì tìm chuẩn rồi. Cho mình kim cương. Ui, Titan Shroud Helmet. Cái nón nhìn đúng đẹp luôn á. Để mình đổi thử coi nó có đẹp giống như là vẻ bề ngoài nó để trong đây không nha. Đợi vô. Cái nón nhìn đúng ngầu luôn. Mình thích cái kiểu như vậy nè. Có sừng rồi có ngọc màu xanh xanh gắn ở trên, giống như kim cương đính vô vậy á. Nhưng mà tiếc là cái nón này nó chỉ cộng có 3 giáp thôi ha. Phải nó cộng tầm 4 giáp thì đẹp. Cộng có 3 giáp thôi thì hơi ít. À, và ngoài ra thì bên đây là một cái vùng khá là nguy hiểm đây nha. Cái vùng này nó khô cằn tới mức mà cây nó không phải là lá màu xanh nữa mà lá màu đen đen, nâu nâu. À, cái vùng này nó đã bị cháy rồi. Những cái cây ở đây nó đã bị cháy nên nó mới có màu giống như vậy. Thì ra là vậy. Ở đây còn có cái ủng gì nữa đây? Có cái ủng mới. Cái ủng này thì công dụng của nó là sẽ cho mình một chút cái tốc độ. À, khi mình kích hoạt lên mình sẽ được tốc độ. Nhưng mà thời gian hồi chiêu nó cũng tương đối là nhanh thôi ha. Cũng tốt, bây giờ mình có thể vừa kích hoạt cây nấm. Trong lúc chờ đợi nó hồi chiêu thì mình có thể dùng cái đôi ủng này để thay thế cũng được ha. Như vậy thì cái thời gian mà chạy nhanh của mình nó sẽ được kéo dài hơn rất là nhiều luôn. Tốt.
Rồi lại tới một cái vùng đồng bằng rồi nè. Lại thêm một cái con rồng chuẩn bị nạp mạng cho mình rồi. Mình sẽ đánh nhanh gấp gọn cái con rồng này trước khi nó tàn phá cái địa hình xung quanh ha. À nó định chuột. Nó định chuồn. Ai cho ngươi chuồn? Giờ mạnh sử rồng đúng nhanh luôn á. Thích thiệt. Rồi và phía bên này thì mình thấy, ủa? À giấu đồ, giấu đồ. Giấu khối ngọc lục bảo. Lộm liền phát hiện nha. Phía đằng này thì mình thấy là nó có những cái kiểu như là những cục đá mà cổ xưa nè. Công trình này lạ thiệt. Nó không có đường vào luôn á. Cái này nó không cho mình đào nhưng mà mình sẽ thử. Mình tò mò quá. Ủa có ai đây không? Ủa ở đây có những con zombie. Ghê nha. Có nhện nữa. Nhện nữa nè. Những con zombie ở đây thì nó sẽ rơi ra cho mình cái gì đây? Rune fragment. Làm được cái cục đá. Làm được cái khiên. Làm được cái totem nữa. Còn phía trong này là cái gì á? Ui ui ui. Tụi bay tự nhiên mất á. Cái vàng vàng này là Electrite. Dùng để làm được một cái khói ha. Ui ui ui. Cái gì á? Ủa đúng không ta? Mình có làm sai chỗ nào không vậy? À nó có cái làm spawn đây nè, đập luôn. Lụm mình lụm tới bến luôn. Lụm là lụm tới tới cái gì luôn ha. Rồi từ đây mình sẽ đào tiếp xuống. Ồ, vẫn có đường nè. Thử. Mình không biết cách vào công trình này sao, mình chơi kiểu tò mò ha. Rồi mình sẽ tiếp tục farm những con này. À, ở đây nó còn có một cái rương khóa. Cái rương này bị khóa rồi. Tức là mình cần phải có một cái chìa khóa thì mình mới mở được cái thùng này. Key. Để coi chìa khóa của nó là cái nào. Astermine là cái nào ta? Này, Astermine. Mình cần phải farm những cái con zombie thì may ra nó mới rơi ra cái chìa khóa ha. À, ra là vậy. Được. Tưởng gì mình ra tài 6 lần mà. Sợ gì mấy cái này. Vô. Tiếp tục farm thôi nào. Mong là nó sẽ sớm rớt cái chìa khóa ra. Hồi nãy giờ mình farm là toàn rớt mấy cái gì không à. Chưa có cái chìa khóa nữa hết. Đây rồi. Cuối cùng mình cũng có được một cái chìa khóa. Có đúng một cái thôi. Mình lên đây mình tò mò cái đường này coi. Dạ. Cho tôi lên. Đây rồi. Để xem. Với cái chìa khóa này thì nó sẽ cho mình món đồ gì đây? Kìa. Mình có chìa khóa sao? You need to kill Runestone Lord to open this chest. Cái gì đây, man? Bây giờ mình phải tiêu diệt cái con chúa trong cái khu vực này thì nó mới cho mình mở cái rương. Con chúa là con nào? Kì bẹp thiệt á chứ. Cày tê không biết. Ngồi lọ mọ phàm khoái trong công trình rút cuộc. Có chìa khóa nhưng mà không mở được rương. Nó phải kêu mình tiêu diệt cái con chúa gì nữa thì mới có thể mở rương á. Từ từ mình sẽ kiểu như là tìm hiểu về cái công trình đó sao. Làm sao để kiếm được cái con chúa đó thì mình ha sẽ quay trở lại đó để kiểu như trả thù nó sao ha. Chứ hôm nay là hơi cay tụi nó rồi đó. Nhưng mà thôi, bù lại thì trong chiến khám phá bữa nay thì mình đã có được khá là nhiều những cái con mắt mới đó nè. Mình đã có tổng cộng là cỡ 10 cái con mắt rồi. Giờ đúng không ta? 9, 10. À đúng rồi. Còn thiếu 2 con mắt nữa thôi là mình đã đủ để cứ như là lắp vào cái cánh cổng kết thúc rồi đó.
Mong rằng mình sẽ sớm tìm được hai con mắt còn lại ha. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Bye bye.